Vừa qua, tại công viên Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và kỷ niệm 110 năm hình thành phát triển lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. Tại đây đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mang tính truyền thống dân gian. Từ khoảng 18 giờ, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực lễ hội để chờ đón màn biểu diễn xe hoa với những chiếc lồng đèn khổng lồ. Bên cạnh đó, lễ hội năm nay còn có các hoạt động khác như đờn ca tài tử, biểu diễn văn nghệ với nhiều ca sĩ nổi tiếng, tổ chức đoàn thuyền hoa đăng, thả đèn trên biển và diều nghệ. Đặc biệt hơn là màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời với đủ màu sắc khiến nhiều du khách mãn nhãn. Năm nào chị cũng đi xuống Cần Giờ chị chơi hết. Là năm nay chị thấy có nhiều đổi mới hơn, năm rồi thì nó có pháo hoa, rồi năm nay thì nó có thả đèn hoa đăng, rồi có ca sĩ Đan Trường xuống và Đàm Chính Hưng xuống nữa, rất là nhiều ca sĩ. Năm nay là thấy vui hơn, đông đúc hơn mọi khi, ít mưa nữa. Lễ hội năm 2023 này thì ngoài việc duy trì các cái nghi thức truyền thống như là cúng tiền hiền, hậu hiền, cúng bạn cũ lấy xưa, các cái nghi lễ đưa nghinh, rước nghinh trên bờ và trên biển, kết hợp với lại cái Tết Trung thu truyền thống của trẻ em Cần Giờ được tổ chức trang trọng, thì các hoạt động về phần hội cũng đã được đầu tư chăm chút, các cái giải thể dục thể thao đã tạo được cái khí thế tưng bừng không khí lễ hội để thu hút đông đảo người dân cũng như là du khách tham gia. Rồi các cái hoạt động mới như là đưa khinh khí cầu, rồi các cái hoạt động biểu diễn diều nghệ thuật, biểu diễn dù lượn có động cơ. Các hoạt động về phần hội thì cũng được đầu tư chăm chút để cho lễ hội thêm tưng bừng và hoành tráng, xứng với lại cái kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển của lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ năm nay không chỉ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách mà còn mang lại nhiều ý nghĩa dân gian sâu sắc.